Ngày hôm nay chúng ta tiếp được và mất, mất và được. Có hôm qua có ai mất ngủ không? Có ai mất ngủ về Trái Đất nói một hồi nó loạn sàng ngầu lên, không biết cái nào mất cái nào được. Có ai mất ngủ không? Chắc ngủ ngon ha. Ít ra ở nhà thờ thì ngủ ngon được một chút, ngủ không sao cả. Trái Đất dạng cứ ngủ, đừng có ngáy là được. Cái này trong lớp học có ông thầy ông nói vậy đó. Ông nói it's okay to sleep but don't snore. Nói ngủ thì được nhưng đừng có ngáy làm phiền người khác. Đó là lời mà ông thầy nói, còn nhắc lại để cho chúng ta nghĩ rằng đến đây được đã là một sự thúc đẩy của thần khi Chúa rồi. Không phải ai cũng có thể đến đây, ngồi đây trong giờ phút này, trong ngôi thánh đường này. Không phải dễ. Chúng ta đến được đây hãy tạ ơn Chúa vì mình đã mở lòng lắng nghe lời Chúa thôi thúc chúng ta. Không phải lời của cha xứ kêu gọi. Có đấy, Chúa dùng miệng của cha xứ để kêu gọi chúng ta đến đây trong những ngày tịnh tâm này. Nhưng quan trọng hơn cả, chính yếu nhất vẫn là ơn Chúa thúc đẩy trong mỗi người chúng ta. Và chúng ta tự nguyện đáp lại cái lời mời gọi của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đến đây cũng là một cái được rồi đấy. Chúng ta được ơn Chúa khi chúng ta đến đây. Và nói ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hai cái được. Trong bài chia sẻ đầu tiên của tối nay, chúng ta sẽ nói mất cái cần bỏ thì chúng ta sẽ được. Nghe khó hiểu không? Mất cái cần bỏ thì chúng ta sẽ được. Tại sao mất cái cần bỏ thì lại được? Giả sử như có một ai đó đang vui vẻ bình thường như vậy, một ngày kia đi bác sĩ về, bác sĩ nói ông có một cái bướu ở trên não. Nghe cái bướu ở trên não không biết nó lành hay nó dữ, nghe là khiếp rồi. Chúng ta có muốn bỏ cái bướu đó đi không hay là giữ nó? Chắc không ai muốn giữ nó, muốn bỏ nó càng sớm càng tốt. Khi bỏ nó được rồi thì chúng ta sẽ được. Đấy là được sống, hay được một thời gian nữa để sống. Đương nhiên chúng ta muốn bỏ cái điều cần bỏ đó là cái bướu. Nó không ít lời gì trong cuộc đời của chúng ta cả và cần phải bỏ đi cái bướu đó. Đó là nói về phương tiện thể lý. Còn về phương tiện vườn phương diện tâm linh, có nhiều thứ chúng ta cần bỏ lắm, có nhiều cái bướu nó đeo trong cuộc đời của chúng ta. Nó đeo nhiều lắm, cái bướu một bên này là tiền, một bên này là tình, danh vọng. Rồi ngay cả những thú vui, nó cũng là những cái bướu nho nhỏ. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng những thú vui đó, nó làm cho cuộc sống chúng ta thêm phong phú, làm cho cuộc sống của chúng ta nó thêm niềm vui. Chúa không bắt chúng ta bỏ những niềm vui, những điều mang lại hạnh phúc ở đời này cho chúng ta. Chúa Giêsu đến, Ngài cứu chúng ta và Ngài muốn mỗi người chúng ta được hạnh phúc ngay tại ở đời này chứ không phải chờ đến đời sau. Nhưng rồi chúng ta cứ bám mãi những cái bướu mà thế gian nó trao tặng cho chúng ta đó. Chúng ta càng đeo nó càng nặng trong cuộc đời của chúng ta và nhiều lúc chúng ta không muốn cắt đi. Nếu như tôi cắt cục bướu mà nó mang lại phiền phức cho tôi thì tôi muốn cắt nó càng sớm càng tốt. Nhưng có những cục bướu của tiền bạc ai dám cắt? Cục bướu của danh vọng ai dám cắt? Cục bướu của tình cảm của người này người kia dành cho mình ai dám cắt? Giả sử như một linh mục nào đó ở trong một giáo xứ được người này người kia yêu mến, khi mà rời bỏ giáo xứ đó, rời khỏi giáo xứ qua một nhiệm sở khác, nó có những cái bướu cần phải cắt rất là đau. Và cái bướu đau đó là cái tình cảm của giáo dân dành cho cha chân sứ đó trong khoảng thời gian để Ngài rút ra đi được là một cái khó. Cho nên giáo hội khôn ngoan, thôi các cha ở đó một thời gian rồi đừng để cái bướu nó to quá, nó khó cắt. Cho nên thường một thời gian rồi các cha ở đó rồi sẽ đi chỗ khác, để cái bướu nó không có to, cái rễ nó không đâm quá nhiều. Và cuộc đời của chúng ta cũng thế. Hình dung xem những cái bướu đó nó dính vào
trong từng ngõ ngách cuộc đời của chúng ta, mỗi người có một cái bướu mà chỉ có ta và Thiên Chúa biết được nó lớn như thế nào, nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Có những người, có một lần kia một anh đến nhà dòng dự lễ, thì khi lễ ra anh có nói chuyện một chút. Anh này là một người đàn ông trung niên, chắc dưới 55 tuổi nhưng chắc ngoài 50 rồi, không có hỏi tuổi vì đó là điều cấm kỵ, không nên hỏi tuổi, đặc biệt là các bà, gặp các bà đừng hỏi tuổi, cứ gặp các bà khen các bà trẻ là được, đừng hỏi tuổi. Anh này thì anh mới nói như thế này: thưa cha, cuộc đời con thấm thoát qua Mỹ trên dưới 30 năm, bây giờ con gần như có đủ bao nhiêu thứ mà những người khác đang mơ ước. Con có tận những mấy chục căn nhà ở California. Thưa cha, con ở căn nhà đó nó rộng lắm cha, rộng đến nỗi con cảm thấy con chỉ cần một cái giường để ngủ thôi. Xe con mua chiếc nào cũng được, con muốn mua chiếc nào là con mua, không có khó gì cả. Thời mà chiếc xe Tesla nó mới ra, con mua cái bộp easy không có gì cả. Nhưng tại sao con vẫn cảm thấy buồn? Anh đi lễ có một mình thôi. Anh nói như này: con cũng có vợ, có con, nhưng giờ vợ con là không ở chung với con nữa, qua bên ngoài ở hết rồi. Sau là lúc mới qua Mỹ, hai vợ chồng mới có một đứa con thôi, một đứa sau thì nó sinh ở Mỹ. Nhưng mà hai người mới qua Mỹ chập chững thì ở nhà mướn là chuyện bình thường. Hai vợ chồng và một đứa con ở trong một cái phòng nhỏ hẹp ở Garden Grove, chật hẹp lắm. Nhưng mà con thấy khoảng thời gian đó nó vui lắm cha. Lúc ở đó chừng 2-3 năm thì vợ cả chồng đồng lòng nói rằng mình không thể nào chui rút với nhau ở trong một cái căn phòng nhỏ bé như vậy được, nó chật chội quá. Mình phải tiên thân, mình phải làm đủ mọi cách để vượt ra khỏi cái đó. Và họ tìm đủ mọi cách làm rất là siêng năng, cần cù, và cộng thêm đó vào cái khả năng, cái sáng kiến và cả cái liều lĩnh nữa. Để rồi giờ đây họ đã có những mấy chục căn nhà ở California. Nhưng rồi, thưa cha, cách đây 5 năm, thì vợ con của con dọn dẹp đi hết, về bên nhà ngoài ở, không ở với con nữa. Nói từ tại sao như vậy? Thế nói thưa cha, mấy đứa con của nó nói rằng đã bao lâu nay rồi nó không thấy mặt bố ở nhà. Lúc bố về nhà nó đi ngủ đâu mất tiêu rồi. Lúc bố thức dậy đi làm nó đã đi học rồi. Đã bao nhiêu năm nó không gặp được bố. Và người vợ cũng cảm thấy cái ngôi nhà đó nó trống vắng. Trống vắng hình bóng của người chồng. Nó không còn sum vầy nho nhỏ ở trong một cái căn hộ cho thuê, một căn phòng cho thuê nữa. Giờ đây một căn nhà thật lớn nhưng thật cô đơn thưa cha. Nó cô đơn lắm. Bây giờ con cảm thấy của cải vật chất nó không bù đắp lại được cái khoảng trống mà bây giờ con đang trải qua. Anh nói mà anh rơm rơm nước mắt. Chúng ta hình dung một người đàn ông thành đạt trong cuộc sống có tài sản như vậy. Nhưng mà khi chia sẻ về cuộc đời của mình, anh vẫn cảm thấy hối hận. Anh cảm thấy hối hận vì anh để cái bướu của những của cải vật chất, cái bướu đó nó có cả cái tình thương dành cho gia đình nữa. Anh làm không phải chỉ là để hưởng thụ cho chính mình. Anh làm để cho vợ, cho con có được nhà, có được xe cộ, có được những phương tiện mà bao nhiêu người khác mơ ước. Anh làm được, anh có được. Nhưng giờ đây không có ai tận hưởng cái điều anh làm ra cả. Vợ anh cũng không cần từ đó. Con cái anh nó cũng chẳng cần những căn nhà hay những chiếc xe sang trọng mà nó có thể có được từ bố nó. Cái bướu đó nó chứa đựng nhiều thứ lắm. Nó chứa đựng cả một cái ước muốn làm giàu, chứa đựng cả một ước muốn đổi đời. Cả hai ước muốn đó không xấu. Chứa đựng cả một ước muốn yêu thương, chăm sóc cho gia đình. Cái bướu đó nó chứa những điều tốt. Khi nhìn lại chúng ta thấy nó có những điều tốt. Nhưng rồi khi nó đã cảm sẵn cái bướu đó thì người ta còn cảm thấy nó tốt nữa hay không? Người ta nói giờ đây về con thui thủi,
về nhà thôi, ăn ngoài tiệm cho rồi, đâu có ai ở nhà đâu. Nói mãi vợ con cũng không chịu về, nhất định không chịu về. Nói giờ chúng tôi không thấy rằng đó là một gia đình nữa, vì anh quá ham công việc, quá ham làm giàu. Giả sử như lúc mà mới phát hiện cái bướu tham việc mà anh đã cắt nó hoặc điều chỉnh nó cho nó vừa đủ lớn, thì cái bướu đó nó gói gọn nhiều yêu thương lắm, gia đình đầm ấm, có đầy đủ phương tiện, có vợ, có hai con của mình, nó đầy đủ, nó yêu thương lắm. Nhưng để rồi nó bám quá lớn, cái bướu đó bám quá lớn đến nỗi anh không muốn cắt. Bao nhiêu lần anh muốn ngưng cái công việc, nhưng là vì đã bao nhiêu căn nhà cần phải manage, có bao nhiêu căn nhà cần phải quan tâm, có bao nhiêu thứ, để rồi anh không có cả những thứ cho chi năng, cho đời sống tâm linh. Anh nói con làm đến nỗi con không buồn nghĩ đến việc vacation. Thế thì rồi rốt cuộc anh ta được cái gì? Hãy hình dung xem đâu là những cái bướu thật sự trong cuộc đời của chúng ta, và nói đến cái bướu người ta muốn bỏ đi. Và khi bỏ đi người ta sẽ được. Nhưng ít ai dám bỏ đi cái bướu, nhất là những cái bướu mà người ta nghĩ rằng là hạnh phúc của mình, để mình bám víu lấy trong cuộc đời của chúng ta, thì dễ gì bỏ được. Dễ gì bỏ được cái bướu đó. Nếu như chúng ta buộc lòng phải bỏ những thứ mà chúng ta không thể nào giữ được, phải bỏ đi, cái điều đó nó dễ. Nhưng để bỏ đi những thứ mà chúng ta có toàn quyền quyết định là bỏ hay không bỏ, không ai ép được chúng ta, mà chúng ta tự nguyện bỏ đi cái điều đó, thì đó mới là điều đáng quý. Đó là điều đáng trân trọng. Cái đó là điều mà chúng ta sẽ được, bởi chúng ta chọn bỏ đi những thứ mà chúng ta nghĩ rằng khi bỏ đi những thứ đó, chúng ta sẽ được những thứ nó quan trọng hơn trong cuộc đời của chúng ta. Có một lần kia đọc được một mẫu chuyện rằng vào một đêm giá rét ở miền đông bắc của nước Mỹ, thì vào thánh lễ sáng, vào lúc 9 giờ sáng như thường lệ, thì người ta vẫn tấp nập đi vào ngồi thánh đường. Thì một gia đình kia rất đạo đức, họ đến vào thánh lễ Chúa Nhật cứ 9 giờ sáng là cả gia đình, vợ chồng và hai đứa con vẫn đi lễ vào lúc 9 giờ sáng. Hai vợ chồng diện những bộ đồ rất là ấm áp, hai đứa con cũng vậy, đi vào. Thì khi đi vào ngôi thánh đường như vậy, vì đi cũng khá đông người, vui vẻ nói chuyện, khi đi vào trong thì người chồng mới phát hiện rằng vợ mình đi đâu rồi. Hai đứa con cũng nhìn không thấy mẹ nó đi đâu cả, hồi nãy đi vô chung mà, mà sao bây giờ mẹ đi đâu rồi, vợ đi đâu rồi. Bằng một sau lúc mọi người vào gần tới giờ dâng thánh lễ rồi, thì thấy người vợ đi vào. Cô ta đi vào và mọi người xung quanh nhà thờ đều nhìn cô, không biết với ánh mắt gì. Cô ta đi đôi chân trần đi vào. Trên người thì vẫn mặc những bộ áo ấm đầy đủ đấy, nhưng mà lại đi chân trần đi vào nhà thờ. Cô ta không có vẻ gì khó chịu cả, vui vẻ đi vào và đứng gần người chồng và hai đứa con của mình. Người chồng và hai đứa con của mình cũng bỡ ngỡ, hôm nay sao mẹ của mình, sao vợ của mình sáng ra có giày dép đàng hoàng mà, chuyện gì xảy ra như vậy. Rồi cô ta cũng vui vẻ không giải thích, cũng chẳng nói gì cả, đứng tham dự thánh lễ. Và hôm đó không ít người trong nhà thờ bị chia trí, tham dự thánh lễ thì không tham dự, mà cứ để ý xem cái cô này hôm nay có bị hâm hâm cái đầu không. Thì sau thánh lễ, cha xứ không biết bữa đó có chia trí không thì không biết. Tại vì bình thường gia đình này họ cũng ngồi phía trên, mà hôm nay có một cô chân trần đi lên như vậy, một đi giữa cái sàn như vậy, đi chân trần vào mùa đông thì hơi lạ. Thì cuối lễ khi mà ngài gặp gỡ đứng chào mọi người, thì gia đình kia cũng đứng lại và ngài cũng chào, và ngài hỏi what happened, chuyện gì xảy ra với cô vậy. Với nụ cười thân thiện thì cô này nói, đôi giày của con đã cho cái người phụ nữ đứng ngoài cổng nhà thờ lúc con đi vào.
Con thấy bà đó không có được một đôi giày, cũng không có được một cái đôi tất cho nó ấm áp vào mùa đông, cho nên đã cởi nó cho người phụ nữ kia rồi. Thì khi đó cả gia đình mới biết chuyện gì xảy ra với vợ của mình hay với mẹ của mình đi đôi chân trần như vậy. Nếu như một người bình thường, chúng ta sẽ thấy được một ai đó đứng ngoài cửa nhà thờ khi chúng ta đi vào. Có lẽ ngày hôm đó có nhiều người thấy được cái người phụ nữ homeless đứng ở cái cổng, ở ngay cái chính cửa của nhà thờ. Bà không dám đi vào, bà đứng ngoài, núp co ro đường đó. Nhiều người thấy, nhưng chỉ có một người dừng lại cho bà đôi giày, cho bà đôi vớ, cho nó ấm chân vào mùa đông. Và người đó là người phụ nữ ngày hôm đó bị bao nhiêu ánh mắt, kể cả ánh mắt xem thường, nhìn vào người phụ nữ kia. Một người gì mà lạ vậy? Hả? Áo quần đầy đủ tươm tất như vậy là đi chân trần, có phải là bị hâm hâm không? Cái hâm hâm đó là cái mà nhiều lúc Thiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Nhiều lúc chúng ta sống đúng với những lời Chúa dạy thì thế gian coi chúng ta là hâm hâm, dở dở, ương ương, man man tận tận, không có bình thường. Nhưng cái không bình thường của con cái Thiên Chúa đó lại xem ra là điều rất bình thường của một người con cái Thiên Chúa đích thực ở nơi trần gian này. Cái đó là cái khó. Người phụ nữ này không nhất thiết phải cho đi đôi giày đó. Bà ta có thể móc tiền ra và cho người phụ nữ kia. Nhưng ngay lúc đó bà thấy rằng tiền có thể không quan trọng bằng việc giữ ấm cho đôi chân của người phụ nữ tội nghiệp kia. Và cô đã quảng đài cho đi mà không nghĩ rằng khi vào nhà thờ người ta sẽ nhìn cô với ánh mắt dị nghị như vậy. Cô vui vẻ bước vào, tham dự thánh lễ một cách trọn vẹn. Và có lẽ đó là một thánh lễ đặc biệt trong cuộc đời của cô. Thánh lễ bởi người ta không chú ý đến vị chủ tế của thánh lễ, người ta chú ý đến cô nhiều hơn. Và có lẽ Thiên Chúa cũng để ý đến cô nhiều hơn trong thánh lễ đó. Nếu như chúng ta bỏ những cái chúng ta buộc phải bỏ thì cái điều đó là điều bình thường. Nhưng chúng ta đời này và đời sau, có một lần kia thì đi vào trong siêu thị, khi đi ra cái quầy tính tiền để đứng xếp hàng, thì đằng trước con, cách con chừng hai người, ba người gì đó, ba người thì phải, thì có một người đàn ông homeless, nhìn là mình có thể đoán được homeless. Ông xách ra nhiều bao bì rồi đẩy chiếc xe, những thứ đó chúng ta có thể hình dung là ai. Thế thì ông ta mua không biết thứ gì đó mà thấy ông ta lục lội đầy hết túi. Ông ta đang kiếm tiền, không biết là thiếu bao nhiêu thì không biết, nhưng nhất định người cashier không có cho qua cho đến khi ông này trả đủ cái số tiền nó có trên cái hóa đơn của ông này. Thì cái người đàn ông đứng sau mới rút ra cho đưa cho ông kia 2 đồng để ông trả cho đủ cái số tiền để mà bước ra khỏi được cái quầy tin tiền đó. Với một lời cảm ơn nhẹ nhàng, người đàn ông kia cũng vui vẻ trao ban $2 để cho người kia được qua khỏi cái chỗ tin tiền kia. Có lẽ cái hành động để ý đến nhu cầu của người đàn ông kia, cho ông dù có 2 đồng thôi, nó không đáng là bao. Nhưng để ý và giúp ngay tại đó, lúc người ta đang cần đến, thì không nhiều người làm được. Có nhiều người họ sẵn sàng, họ đứng chờ, chứ họ không nhất định móc túi ra để mà đưa cho người kia trả nốt cái số tiền họ cần phải trả. Có đúng không? Nhiều lúc những cái nhỏ nhặt như vậy trong cuộc sống mà chúng ta không để ý, hay nhiều lúc nó nhỏ đến khi chúng ta không quan tâm, không quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, thì chúng ta lại không dám bỏ đi những cái điều xem ra bình thường như vậy để được nhiều cái hơn trong cuộc đời của chúng ta. Bỏ có 2 đô thôi, đổi lại người này có một lời tâm tình cảm ơn đã đành rồi, biết đâu được người đó lại cầu nguyện cho mình. Và chính cái hành động bỏ đi đó, Thiên Chúa là đoái thương đến chính cuộc đời của chúng ta. 2 đô có đáng là bao?
chúng ta tự nguyện bỏ đi 2 đô thì chúng ta sẽ được được nhiều thứ khác trong cuộc đời. Hãy nghĩ xem bao nhiêu thứ trong cuộc đời của chúng ta, chẳng hạn như tôi đi làm về, tôi thấy vợ tôi đang loay hoay nấu ăn, một đống chén nằm trong sinh. Thế bây giờ tôi làm cái gì? Tôi ngồi đấy, tôi bật TV lên, tôi xem World Cup. Tôi xem đá bóng, những trận đá bóng World Cup rất nóng bỏng. Và ngày hôm nay nhiều người dán mắt vào những cái màn hình đó mà quên mất những thứ xung quanh. Vợ tôi cũng đi làm về vậy. Tôi cũng đi làm về vậy. Hai người cùng đi làm về, một người phải chui vào bếp để lo bữa ăn cho gia đình, còn một người ngồi phay ra đó xem TV. Bất công ngay chỗ đó, bất công ngay chính trong gia đình của mình. Nếu như người chồng để ý hơn đến người vợ của mình, thôi thì vừa coi vừa làm cũng được, lỡ mà có đập vài cái chén cũng không sao, vợ cũng thấy mình giúp. À, cho nên có nhiều ông nói là thưa cha, con có một cái điều này nói nhỏ thôi cha, đừng có kể cho ai nghe hết, đừng, đặc biệt là đừng có kể trên bài giảng hay là tịnh tông. Nhưng mà hôm nay lỡ kể, à, anh ta nói như thế này, thưa cha, vợ con là mỗi ngày cô ta nấu cơm á, cô nói là anh chỉ cần giúp em đặt cái nồi cơm. Quá dễ đúng không? Ở đây có ai không biết nấu cơm? Nguyên cơm điện dễ mà. Nhưng có người nấu vừa cháy, vừa nhão, vừa sống. 3 thứ trong một nồi cơm nấu được. Nấu được. Vậy mới siêu. Vậy mới siêu. Anh này anh cố tình nấu không được để rồi vợ nói thôi, thôi thà để tôi nấu cho rồi. Anh nấu được nhưng anh là cố tình làm sau đó để cho bữa thì sống, bữa thì khô, bữa thì hơi over một chút, nhão. Để rồi vừa nói thôi, thôi thà để tôi nấu cho rồi, anh ở yên đấy để tôi làm cho xong cho rồi. Còn thấy tôi mà rửa chén, con rửa chén là con bày ra đủ thứ hết, lâu lâu bể vài cái chén không sao đâu cha. Nhưng mà vợ con nó thấy bể, nó tiếc quá, nó kêu thôi anh để đó tôi rửa. Chúng ta cố tình làm như vậy. Cố tình làm như vậy. Và chúng ta không muốn mất cái điều mà tôi đang làm, cái điều mà tôi đang thích ở cái giờ xem TV đó, nó sẽ quan trọng hơn. Cái giờ xem thể thao đó đối với tôi, nó quan trọng hơn việc giúp vợ tôi lo dọn dẹp bếp, hay giúp cô nấu ăn, hay giúp cô làm những công việc giặt giũ, những công việc thường nhật mà tôi thấy cô làm nhiều quá, làm quen mỗi ngày, biết quá quen. Tôi nghĩ đó là việc của vợ tôi, không phải là việc của tôi. Chúng ta dễ như vậy lắm. Người ta làm nhiều quá. Chẳng hạn như con cái bây giờ, nếu như mà nó ngày nào đó tự dưng nó nói mommy, nó sẽ clean cái phòng, nó sẽ dọn dẹp, nó sẽ gấp áo quần. Trời ơi, ngày hôm đó chắc trời sập tới nơi. Nó xem đó là một cái việc vĩ đại lắm. Mà thực sự là phòng của nó mà. Tại ngày nào cũng được mẹ dọn hết, sạch sẽ tươm tất. Về là áo quần đã giặt rồi, xếp ngăn nắp vào tủ rồi. Và nó thấy đó là điều đương nhiên nó có. Và ngày nào mà tự tay nó làm thì nó lại xem đó là điều rất ư là vĩ đại, mà mẹ phải trả công cho nó, hoặc là ít ra phải cảm ơn rối rít thì nó mới làm. Lạ không? Lạ không? Chồng hay vợ cũng vậy. Chồng hy sinh cho vợ nhiều quá, vợ cứ nghĩ đó là việc của chồng, không phải là việc của tôi, không cần phải cảm ơn. Ngược lại, vợ hy sinh cho chồng nhiều quá thì chồng cũng thấy, à đó là việc của vợ tôi đấy mà, việc gì đến tôi phải cảm ơn. Đó là việc công việc thường nhật của vợ tôi, không có lấy gì làm gọi là phải cảm ơn hay là gì, nó nghe nó xa lạ quá. Thôi cô làm thì cô cứ làm đi, cái việc tôi thì tôi cứ làm. Nhiều lúc có một thời gian ngắn thôi, chẳng hạn như có một lần kia anh kia anh nói như thế này, thưa cha, tối đó con đi làm về cũng hơi mệt, mệt thật, chẳng phải là hơi mệt thì con nằm cái ghế salon, thì đứa con trai của con nó mới chạy tới, nó nói daddy giúp con làm bài toán này đi, ngày mai tới giờ con phải có cái test. À, thì anh mới nói rằng ừ để đó lát nữa ba nghỉ một chút rồi ba làm. À, cái con nghỉ một chút, cái chút của con này. À, ngủ luôn tới sáng. Sáng thức dậy thì nó đi học mất tiêu rồi. Nó đi học mất tiêu rồi. Và ngày đó nó lệnh một con trứng về. Và 2 tuần sau nó không nói chuyện với con.
Vì con không chỉ cho nó bài toán đó, nó làm sai và nó lệnh cái con F ở trong cái bài test đó. Và hai tuần sau nó đình chiến, nó không nói chuyện với con. Nhất định không nói chuyện với con. Hai tuần. Giống như là để trừng phạt bố vì đã không giúp con làm bài tập tối hôm đó, làm con lệnh con F. Nếu như ngay tại giây phút đó mà anh nghĩ thôi ráng hơn một chút nữa, mệt thiệt, ráng hơn một chút nữa, bỏ thêm chút công sức, bỏ thêm chút thời gian thì anh được rất nhiều. Thứ nhất là được thêm cái lòng mến của người con dành cho mình, được thêm những cái điều khác, cái sự gắn bó giữa bố với con. Nó mất bao nhiêu phút? Một bài toán đó có thể đối với nó thì nó có thể vầy vò, nó làm không ra, nhưng đối với anh chỉ làm 5 hoặc là tệ lắm 10 phút thôi là xong rồi. Nhưng 5-10 phút đó chúng ta lại không dám bỏ, để rồi chúng ta mất. Nếu như bỏ ra được 5 phút giúp cho con của mình, anh ta sẽ được rất nhiều lắm. Chứ không phải được 2 tuần bị cấm vận, con mình nó không nói chuyện với mình. Cho nên những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều chúng ta cần bỏ, cái thời gian là thứ mà chúng ta xem ra khó bỏ khi phải bỏ để giúp người khác, nhưng dễ bỏ khi để mà tự tìm thấy cái niềm vui hay tìm trong những cái thú vui ở đời này. Chúng ta mất rất nhiều thời gian cho cái đó. Ngày hôm nay người ta mất nhiều thời gian trên Internet. Tự dưng có một ngày kia, có một bác gọi vào: "Thưa cha, con thấy trên YouTube họ nói rằng Đức Thánh Cha qua đời rồi, có đúng không cha?" Quý ông bà và anh chị em nghĩ con trả lời sao? Cái này có thiệt nhá. Họ gọi vào họ nói rằng con nghe nói rằng trên YouTube nó nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã qua đời rồi. Và họ tin là có. Họ tin là Đức Thánh Cha qua đời rồi. Thì con mới cười nói nhẹ: "Thưa bác, con thì cũng không có coi thường xuyên, con không biết là Đức Thánh Cha qua đời rồi. Nếu như khi nào có chương trình an táng thì bác cho con biết." Thế mới biết rằng ngày hôm nay người ta dành rất nhiều thời gian cho Internet. Và vì dành nhiều thời gian quá, nó nói sao nhiều người tin răm rắp, không biết là nó đúng hay sai, cứ nghe là tin thôi. Cứ nghe là tin, rất dễ tin những điều ở trên Internet. Các sơ cười á, có không? Các sơ chắc cũng, đương nhiên Internet nó có nhiều thứ tốt, nhưng mà cũng có nhiều thứ không tốt ở trên đó. Hãy cẩn trọng. Nhưng mà điều chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta dễ dàng cho đi cái thời gian của mình, nhiều lúc nó một cách vô ích, thậm chí nó cả tội lỗi nữa. Có nhiều người lên trên đó vào những nơi không nên vào. Rồi chúng ta hiểu cái không nên đó là cái gì rồi. Nhưng họ vẫn cứ vào, họ vẫn cứ dùng thời gian cho việc đó. Nhưng lỡ có ai động đến họ, xin họ giúp một chút thôi, họ không dám bỏ một chút thời gian để giúp cái người cần giúp. Cái đó là một thực tế, để rồi chúng ta phải đấm ngực thưa rằng: "Tại Chúa, con phí phạm thời gian cho con, nhưng con không dám phí thời gian, phí chút thời gian, bố thí chút thời gian cho những người đang cần đến con." Một điểm nữa mà chúng ta thấy chúng ta cần phải mất. Có bao nhiêu người chịu mất thời gian để đạt được điều mình muốn? Xem ra dễ nói: "À, tôi muốn mua một chiếc xe vì tôi biết rằng nó bao nhiêu tiền, tôi phải mất bao nhiêu thời gian dành dùng thì tôi mới mua được chiếc xe đó." Và những người họ kiên trì để mua cho bằng được chiếc xe mình thích, họ sẵn sàng bỏ thời gian để mua cho bằng được chiếc xe đó. Có những người thấy người ta làm ông này bà nọ, làm bác sĩ, làm luật sư, làm những sĩ này sĩ kia, có vẻ sung sướng quá. Nhưng rồi có những người cộng lương ra học để mà được như cái người nào đó họ đang có, và họ đã làm được. Nhưng cũng không ít người cũng bắt đầu đấy, nhưng rồi họ thấy ồ khó quá, thời gian để chơi nó vui vẻ hơn. Chúng ta rất dễ hình dung con cháu của chúng ta ngày hôm nay, đứa nào cũng mong làm cao cả,
Có những đứa học mình không biết là sức học như thế nào, hỏi tới là cứ muốn làm bác sĩ thôi. Không biết là vì gia đình ép nó vào cái đường đó hay là nó muốn thật. Nhưng mà bác sĩ đâu không thấy mà suốt ngày chơi trên game mà. Con muốn làm bác sĩ game hả? Nó suốt ngày, nếu một ngày nó ít là 6 tới 8 tiếng nó trên internet thì lấy đâu mà ra mà bác sĩ? Bác sĩ ra đưa đó thì cho nó giết người hả? Vậy mà cứ hỏi tới là bác sĩ thôi mà suốt ngày nó cứ chơi game. Con biết học hành như thế nào? Thời gian Covid có người nói rằng, thưa cha, thời gian Covid chúng nó không đến trường, thưa cha, nó làm cái test nào con cũng thấy nó ấy cả. Bây giờ trở lại trường nó làm toàn ép không, cha ơi. Bây giờ vô gặp phải vô lớp học rồi, nó không còn làm online nữa, thì mới lòi ra là nó cheating. Nó làm một group với nhau ở trên internet, có kết quả chung đứa nào cũng ấy cả, đứa nào GPA cũng cao cả. Bây giờ trở lại nó bắt vô trường ngồi học thì mới lòi ra là cái chữ đó không biết từ đâu mà ra. Có những thứ chúng ta đành mất thời gian, mất rất nhiều thời gian để được cái điều mà chúng ta hướng đến. Cái đó là điều tốt, cái điều là tốt. Nhưng chúng ta phải thấy cần phải mất thì mới có được, chứ không phải rằng cứ muốn là được, cứ muốn là được. Và có một điều nữa, chúng ta cần phải bỏ cái đó đi thì chúng ta mới được. Đó là thói quen xấu. Thói quen xấu là thứ mà chúng ta rất khó để bỏ trong cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta thích những cái điều đó, nó rất gần chúng ta và rất khó để bỏ, vì chúng ta làm nó mỗi ngày, chúng ta thực hành nó mỗi ngày, chúng ta rất khó để bỏ nó. Một ngày kia thì người vợ đi làm về vào khoảng 5 giờ chiều. Thì cô ta mở cửa ra thì thấy ông chồng đang cầm cái cây đập ruồi. Ông đi quanh nhà, ông đập ruồi. Bà vợ mới bực mình quá, nhìn vào cái đống chén ở trong sân nói, suốt ngày anh không làm gì giúp em được hay sao mà cứ đi đập ruồi như thế. Thì anh nói rằng đây là công việc hữu ích. Thế người vợ mới nói là hôm nay anh đập được mấy con ruồi rồi? Anh ta nói đập được 5 con, 3 con đực và 2 con cái. Ủa, ruồi mà anh cũng biết con nào đực, con nào cái nữa hả? Chắc chắn rồi, 3 con đậu bên lông bia và 2 con đậu trên cái điện thoại. Hiểu không? Chưa hiểu à? Chắc khó hiểu quá ha. 3 con đậu trên lông bia là 3 con đực, 2 con đậu trên điện thoại là 2 con cái. Anh ta nói như vậy chắc chắn là như vậy rồi, vì tôi thì thích uống bia, còn cô thích nói điện thoại. Có lẽ cái đó hình dung một thói quen hàng ngày. Nhiều lúc chúng ta làm đến nỗi chúng ta không để ý, người khác để ý thấy những thói quen của chúng ta. Có những thói quen rất tốt, chẳng hạn như thói quen ở trong gia đình vào mỗi tối đọc kinh. Có lần kia thì tới ăn trong một gia đình quen thân, họ hàng xa xa. Thì tới giờ lúc đó 8 giờ tối thì một đứa bé nó nhỏ, nó 3-4 tuổi gì đó, nó chạy tới nó víu ông nội, nó nói ông nội ơi đọc kinh. Tối đó ông nội quên tiếp khách, tiếp các cha các thầy, quên đọc kinh, nó tới nó nhắc. Tại vì cứ 8 giờ tối là gia đình đọc kinh, nó tới nó nhắc ông nội tới giờ đọc kinh. Thế là ông nội đành phải: cha cho con xin mấy phút thôi, cả nhà đọc kinh, các cha cũng đọc kinh với nó một chút. Tưởng tượng những cái thói quen đó, nếu những thói quen tốt thì nó sẽ ảnh hưởng tốt lên chính chúng ta và trên những người sống xung quanh chúng ta. Còn ngược lại, những thói quen xấu thì cần phải bỏ càng sớm càng tốt. Con nít nó học rất là nhanh, xấu nó học càng nhanh hơn. Xấu là nó điều nó học càng nhanh hơn, tốt nó học nó còn lâu mà nó còn mau quên, chứ xấu nó học nó nhớ dai và nó học rất là nhanh. Nhớ dai và học rất nhanh nhưng thôi xấu. Cho nên những cái điều xấu chúng ta cần phải bỏ đi trong cuộc đời của chúng ta, bỏ càng sớm càng tốt thì chúng ta mới được những điều tốt đẹp hơn. Được cái này thì phải bỏ cái kia. Bỏ thói xấu là điều mà mỗi người
chúng ta cần làm. Có một gia đình kia thì có cái thói quen đó là lễ mà cha họ mới lễ xong chúc anh chị em về bình an là họ về. Họ về, chứ họ không bao giờ ở lại cho tới khi hát kết lễ. Họ nói là lễ xong chúc anh chị em về bình an là hết lễ rồi, đi về. Cái truyền thống lạ không? Truyền thống lạ không? Sao có người cười? Chắc có người làm hả? Truyền thống là cha lên cung thánh thì tôi mới vào, và cha chưa xuống khỏi cung thánh thì tôi đã ra. Và họ xem đó là thánh lễ trọn vẹn rồi. Chúng ta cứ cắt đầu cắt đuôi như thế. Và con cái nó cũng sẽ theo cái thói quen đó, nó cũng cắt đầu cắt đuôi như thế. Và bây giờ nó còn cắt sâu hơn nữa là bài đọc 1 nó mới vô. Sau bài đọc 1 nó mới vô. Vì nó nói vô sau bài đọc 1 vẫn rước lễ được. Tôi đi lễ chỉ là vì rước lễ mà thôi, còn phục vụ lời Chúa có hay không không sao cả. Và lúc đầu chúng ta cắt một phần nhỏ, từ từ con cái chúng ta nó sẽ cắt nhiều hơn nữa. Và nó thường nó cắt những cái tốt thì nó sẽ bỏ những cái không tốt vào. Và cái thói quen xấu, thói quen chưa tốt đó là điều mà mỗi người chúng ta cần phải để ý trong cuộc đời của chúng ta rất nhiều. Có một lần kia cha giáo ngài nói rằng cách đây 20 năm ngài nói rằng những cái hoạt động ngoại khóa của con cái chúng ta thì thường nó không có rơi vào dịp weekend. Bây giờ nó dồn toàn bộ gần như vào weekend, thứ bảy và chủ nhật, tất cả những hoạt động ngoại khóa từ bơi, nhảy nhót hay những hoạt động đàn, hát hay những activity của con cái của mình nó dồn vào weekend hết. Và nó nhắm những cái giờ mà người ta hay đi lễ nhất, nó dồn vào đó. Thế thì giáo hội mới nói rằng ồ, khó quá, thôi đi lễ chiều thứ bảy để thế vào. Lễ ngày chủ nhật đúng không? Lễ ngày thứ bảy là lễ ngày chủ nhật. Rồi bao nhiêu người cũng đi lễ ngày thứ bảy để thế ngày chủ nhật. Và họ quên mất cái ngày chủ nhật luôn. Tại vì gia đình đi lễ ngày thứ bảy quen quá mà. Gia đình đi lễ quen thứ bảy rồi, họ không còn nhớ đến ngày chủ nhật nữa. Và thứ bảy xem ra là một ngày thường, cho nên thỉnh thoảng họ lại bỏ ngày thứ bảy. Họ không thấy áy náy gì cả vì nó là ngày thứ bảy, không phải là ngày chủ nhật. Nhưng vì tôi quen đi ngày thứ bảy rồi, tôi không nhớ ngày chủ nhật nữa, cho nên bỏ luôn ngày chủ nhật. Rất dễ, rất dễ. Đó là một trong những điều mà cha giáo ngài nói rằng xã hội ở Hoa Kỳ này nó đang bất hại chúng ta bằng những phương thế rất ư là dễ dàng, rất ư là thuận tiện mà người ta không để ý đến. Người ta không để ý đến cái đó. Và nhiều người đi lễ thứ bảy quen rồi, việc mà họ không nhớ ngày chủ nhật là chuyện bình thường. Và việc vì thứ bảy không phải là ngày chủ nhật, họ bỏ luôn ngày thứ bảy mà không cảm thấy áy náy gì cả. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần thấy một thói quen. Chúng ta cần để ý đến ý thức, đến cái thói quen trong cuộc đời của chúng ta. Có một điểm mất nữa mà chúng ta cần phải mất trong cuộc đời của chúng ta, rất cần thiết, đặc biệt cho đời sống tâm linh. Chúng ta mất càng nhiều thì chúng ta được càng nhiều. Đây là một nghịch lý, nhưng là một chân lý trong đời sống niềm tin của chúng ta. Đó là mất cái gì? Mất giờ với Chúa thì chúng ta sẽ được rất nhiều. Mất giờ với Chúa nơi thánh lễ, mất giờ với Chúa nơi cầu nguyện, trong những giờ phút thiêng liêng, những giờ phút riêng tư của chúng ta với Chúa. Cái đó không mất giờ đâu. Mất cái đó thì chúng ta sẽ được rất nhiều. Nhưng nói đến cầu nguyện thì thường người ta nói rằng cái đó là việc của các ông bà già, các người mà gọi là gần đất xa trời. Còn chúng tôi còn trẻ mà, không sao, còn lâu, tới gần nơi rồi tôi mới cầu nguyện, không sao cả. Nhưng có một điểm mà chúng ta nên để ý. Có một cụ bà nói rằng, thưa cha, mỗi lần con nói với con, cháu của con cầu nguyện thì nó khó chịu với con lắm. Nhiều lúc đó nó còn gọi là nó hỗn với con nữa. Là vì sao? Vì con nói là tụi mày cầu nguyện đó, các con cầu nguyện là phải lần chuỗi. Và nó nói là lần chuỗi là chuyện của bà già, chứ còn chúng con không có lần chuỗi.
Chúng con chỉ đọc Kinh Thánh thôi. Kinh Thánh là đủ rồi, lời Chúa là đủ rồi. Thế là bà cãi với cháu, cháu cãi với bà. Bên nào hơn? Bà nói là tao nhờ cầu nguyện đó, nhờ lần chuỗi mân côi quê mùa đấy mà ta nuôi biết bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu thành đạt. Đúng không? Những cái cách cầu nguyện nhà quê như vậy. Rồi bên đứa cháu nó nói rằng đó là thời xa xưa rồi bà ơi. Bây giờ người ta đọc Kinh Thánh, người ta suy niệm, người ta coi YouTube, người ta nghe cái này nghe cái kia. Chứ còn kêu con ngồi đó mà lần 50 kinh kinh mừng. Xưa rồi bà ơi, không có chuyện đó đâu. Cái nào đúng? Ngay cả trong cầu nguyện nữa, mất thời gian. Chúng ta những bậc lớn tuổi, những bậc cao niên, mất thời gian, xem ra thời gian đó không mất, là vì người ta trân quý cái thời gian được cầu nguyện. Và cái đó không mất đâu. Càng dành thời gian cho cầu nguyện thì Chúa là càng chúc phúc cho chúng ta nhiều. Thánh Gerardo trong dòng Chúa Cứu Thế thì Ngài tâm niệm một điều rằng khi Ngài đến với Chúa đó thì Chúa sẽ làm những công việc của Ngài. Có bất cứ việc bổn phận của con say mê quá, con không muốn ra khỏi nhà thờ. Có ai như vậy không? Chúng ta có say mê đến đường như vậy không? Ngài nói Chúa ơi thả cho con đi chứ con. Chúa mà lôi kéo con như vậy, con ở đây suốt ngày, con không làm gì cả. Gerardo ra tới giờ ăn cơm rồi, tới giờ mọi người sau đọc kinh trưa xong rồi, ta bề trên nói này thầy Gerardo hôm nay chúng tôi ăn gì? Dưới bếp chưa có gì cả. Dưới bếp chưa có gì cả. Gerardo mới nói rằng các cha các thầy cứ lên bàn ăn, yên tâm đi, các thiên thần làm bữa ăn cho chúng ta. Và khi xuống bếp mọi sự đã sẵn sàng. Đúng là các thiên thần làm, các thánh thôi nha, chứ các chúng ta đừng nên học như vậy. Đói nhá. Đói. Chúng ta có thể tin chưa đủ hay là cầu nguyện chưa đủ sốt sáng. Nhưng đó là sự thật. Gerardo, các thiên thần đến và giúp cho Gerardo chuẩn bị bữa ăn trưa ngày hôm đó. Chúng ta nói cái điều cuối cùng đó là mất thời gian để cầu nguyện. Mất nhưng lại được rất nhiều. Không mất đâu. Thời gian là Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ trao lại cho Ngài một chút thôi thì Ngài sẽ chúc lành cho chúng ta. Cho nên mỗi tuần, một thánh lễ Chúa Nhật, không có lý do gì chúng ta nói rằng quá mất thời gian để tôi không thể đến với Chúa, ít là trong ngày Chúa Nhật. Cho nên tạm dừng để chuẩn bị cho thánh lễ. Chúng ta vừa đi qua mất cái cần bỏ để được nhiều thứ, mất thời gian cho tha nhân thì chúng ta sẽ có lại được rất nhiều. Mất thời gian cho chính chúng ta, nhiều lúc nó mất luôn. Nhưng mà mất thời gian để làm những công việc tốt lành cho tha nhân thì cái đó là điều chúng ta sẽ được lại rất nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Hãy để những thói quen xấu nó mất dần đi trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ được rất nhiều ơn phúc, rất nhiều hồng ân khác của Thiên Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Và cái mất quan trọng thứ ba nữa, đừng ngại phải mất thời gian đến với Chúa. Vì cái mất đó chúng ta sẽ được ngay cả đời này, chứ chưa nói đến hạnh phúc mai sau. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Trở lại cho buổi chia sẻ thứ hai ngày hôm nay. Ở đây có ai than phiền là cho nhiều mưa không? Sao cười? Có không? Có ai than phiền là tại sao lại mưa nhiều không? Cali thì người ta trong mưa không có. Ở Nam California rất khó mưa. Nhiều lúc có ngày mưa mây kéo đen thui như vậy mà cứ vẫn là mây thôi, không thế nào mà mưa được. Nhiều lúc Chúa ban cho Portland mưa dồi dào như thế thì nhiều người nói ướt quá. Đằng nào chúng ta cũng kiếm cớ để than phiền Chúa được, đúng không? Trong cuộc đời lắm lúc cái nỗi buồn, cái sự than phiền của chúng ta là điều người khác mong ước. Mà chúng ta cứ thấy là than thôi. Cứ thấy là than. Đó là nhiều lúc chúng ta nghĩ một cách đơn giản thôi thì không vừa lòng thì than. Nhưng mà than quá thì chúng ta lại thấy chúng ta vô ơn. Có đúng không? Vô ơn. Vô ơn trong cuộc đời của chúng ta lắm lúc như vậy chúng ta nghĩ à, tại sao 10 người phung cùi mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Thiên Chúa mà thôi? 10 người được lành mà chỉ có một trở lại. Tự nhiên chỉ có 10% con cái loài người biết ơn Thiên Chúa thôi. 10% quá ít. Quá ít.
Rồi mọi người trở lại xong chưa? Sau khi cà phê cà pháo xong rồi, trở lại tỉnh táo được chút nào chưa? Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý ông bà và anh chị em hy sinh trong những lúc vừa mưa vừa lành như thế này mà đến chịu khó nghe ông này nói. Thôi, xin Chúa cho con một giấc ngủ ngon. Nãy giờ chúng ta nói về cái được. Cái được, và tiếp tục ngày hôm nay cũng nói về cái được nữa. Hôm qua chúng ta nói về hai cái mất, hôm nay chúng ta nói về hai cái được. Cái được của thứ tư mà chúng ta nói đến ngày hôm nay đó là giữ cái cần giữ thì chúng ta sẽ được. Đơn giản quá, dễ hiểu quá. Nếu như chúng ta giữ được tiền thì chúng ta được, được có tiền để xài. Giữ được sức khỏe thì chúng ta sẽ vui vẻ để sống. Giữ được niềm tin, chúng ta có lên thiên đàng không? Chắc không? Ai nói giữ được niềm tin chắc lên thiên đàng? Giơ tay thử xem. Giữ mà phải sống nữa. Tôi còn tin Chúa là tôi còn giữ niềm tin đấy. Tôi có sống hay không là tôi tin. Nhưng mà cả hai cái điều đó chúng ta không thể nào tách biệt được. Chúng ta nói chúng ta giữ niềm tin thì đồng thời chúng ta sẽ sống cái niềm tin đó. Còn nếu như chúng ta không giữ điều chúng ta tin thì cái điều tin đó nó nửa vời, hay là chỉ là trên môi miệng chúng ta thôi, chứ không thực sự là tin. Vì tin như thế nào sẽ sống như thế đó, và chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Giữ cái cần giữ chúng ta sẽ được. Vậy cái nào chúng ta cần giữ đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta? Cái điều chúng ta cần giữ đầu tiên và biết quản lý nó đó là thời gian. Tuy nó không thuộc về chúng ta, Chúa đặt để con người vào một cái không gian thời gian hữu hạn. Thiên Chúa không có thời gian. Ngài là đấng khởi đầu và là đấng tận cùng. Ta là Alpha và Omega. Nơi Thiên Chúa không có thời gian như chúng ta. Ngài là đấng hằng hữu. Ngài không có bị bó buộc bởi thời gian như chúng ta. Nhưng chúng ta là một thù tạo. Chúng ta lệ thuộc vào thời gian. Sẽ có một khoảng thời gian chúng ta có được, và chúng ta cần phải giữ nó thì chúng ta mới được. Chúa ban cho chúng ta thời gian không phải là vô ích hay ban cho một cách ngẫu nhiên. Nhưng khi Chúa cho chúng ta được hiện hữu nơi trần gian này, thứ nhất để tỏ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài tạo dựng chúng ta và Ngài muốn chúng ta được tham dự vào nguồn hạnh phúc viên mãn và sung mãn của Thiên Chúa. Chứ Ngài không ngẫu nhiên Ngài đặt chúng ta vào trong thời gian. Thế nên thời gian chúng ta đang có là một món quà, là một phương tiện để chúng ta đạt đến cùng đích của đời sống mà sau, cùng đích thiên đàng. Cho nên mỗi giây phút chúng ta lãng phí là một giây phút chúng ta mất đi, bớt đi cái hạnh phúc thiên đàng. Nếu chúng ta cứ bớt đi, bớt đi, bớt nhiều quá, chúng ta mất luôn hạnh phúc thiên đàng lúc nào không hay. Cho nên việc chúng ta cần giữ đầu tiên mà mình nghĩ đến đó là thời gian. Tại sao thời gian là thứ chúng ta không thấy? Chúng ta nhiều lúc cũng không ngửi được thời gian. Đâu có ai nhắm mắt mà ngửi được lúc đó mấy giờ không? Không. Nhưng thứ đó lại là thứ chúng ta phải nắm giữ và phải quản lý nó cho đúng theo thần ý của Thiên Chúa thì chúng ta mới được. Và Đức Cố Hồng Y Thuận Ngài đã nhắc nhở hoài, đó là hãy chấm một chấm trong giây phút hiện tại thật là hoàn hảo, thật là đẹp theo thân ý của Thiên Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ là những nét chấm nối dài, nó thật đẹp. Con đường chúng ta vẽ lên nó thật đẹp, nó đẹp từ những chấm hoàn hảo ở trong giây phút hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, chúng ta không lấy lại được. Tương lai là thứ chúng ta chưa biết,
nó sẽ xảy ra như thế nào, chúng ta cũng không nắm bắt được tương lai. Ngay một giây phút kế tiếp thôi, chúng ta cũng không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta có được giây phút hiện tại, đó là giây phút Chúa cho chúng ta toàn quyền nắm giữ cái giây phút hiện tại đó. Và chúng ta có thấy đó là giây phút hồng ân, và chúng ta cần phải nắm giữ thật chặt cái giây phút hồng ân đó để xin lời cho chính phần rồi của mình và phần rồi những anh chị em xung quanh hay chưa. Đừng nghĩ rằng thời gian miễn phí, tôi có quyền lãng phí. Đương nhiên Chúa cho chúng ta tự do, và rất nhiều lần chúng ta đã lãng phí thời gian. Không có thể ai dám nói rằng tôi tận dụng hết thời gian Chúa ban để làm công việc của Chúa. Thánh Alphonso tổ phụ dòng Chúa Cứu Thế là một vị thánh, gọi là một vị thánh rất nhiệt thành. Giáo hội phong ngài cái tức hiệu là vị thánh rất nhiệt thành, chứ không phải là nhiệt thành bình thường, mà Alphonso được mang tức hiệu là vị thánh rất nhiệt thành. Khẩu hiệu của đời linh mục mà Alphonso đã chọn đó là Never waste a minute, không bao giờ lãng phí một giây phút nào cho phần rồi linh hồn, phần rồi các linh hồn. Đó là khẩu hiệu của Alphonso. Và quả đúng như cuộc đời của thánh Alphonso, ngài dành tất cả thời gian ngài có để vì phần rồi của chính ngài, phần rồi của các linh hồn mà Chúa ban cho ngài. Đến lù khù 91 tuổi, Alphonso siêng năng lần chuỗi lắm. Ngài siêng năng viết sách nữa, các viết sách thiêng liêng, đến nỗi cái thầy trợ sĩ mà mài mực cho ngài đó, thời đó người ta viết, người ta mài mực giống như bút nghiêng các thầy đồ hồi xưa đó, phải có người mài mực, rồi có người tra cứu sách cho ngài. Chẳng hạn như Alphonso nhớ cái đoạn đó, có thánh nào đó nói cái đó, thì thầy kia phải lật sách ra xem thử đúng là thánh đó nói hay không. Tại vì Alphonso không phải là ngài không có đủ kiến thức để mà viết ra những cái đó, nhưng ngài thường hay dẫn chứng thánh này thánh kia để minh chứng một điều rằng các thánh cũng tin, đã sống như vậy, đã nên thánh rồi, cho nên tôi viết lại những điều đó để cho mọi người cùng đọc, cùng suy niệm và cùng làm theo. Cho nên cái thầy mà đi mài mực, thầy mà dở sách giúp cho Alphonso viết 111 cuốn sách đó, thầy chết trước Alphonso. Thầy lao công tốn sức quá, chết trước cả cha thánh Alphonso. Nhưng một ngày kia thì Alphonso mới nói rằng: thầy ơi, hôm nay tôi đã lần chuỗi đủ chưa vậy? Thì thầy nói rằng: cha đã lần nhiều chuỗi lắm rồi, đủ rồi, con thấy cha lần chuỗi nhiều rồi, đủ rồi. Alphonso mới nói rằng: tại sao thầy lại mất kiên nhẫn với tôi? Cầu nguyện là phần rỗi của tôi mà. Và Alphonso nói một câu vẫn còn ghi ở trong sách giáo lý giáo hội công giáo: ai cầu nguyện sẽ được cứu độ, ai không cầu nguyện sẽ bị trầm luân. Ngài nói rõ rằng những người không cầu nguyện thì không cần quỷ nó tới nó kéo xuống địa ngục, mà tự mình sẽ lao đầu xuống địa ngục. Không cần quỷ nó tới nó kéo. Ngài nói vậy. Cho nên ngài rõ ràng cái câu trong cái phần cầu nguyện của sách giáo lý giáo hội công giáo trích ngay lời của thánh Alphonso: ai cầu nguyện sẽ được cứu độ, ai không cầu nguyện sẽ bị trầm luân. Một câu rất ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa và nói lên tầm quan trọng của cầu nguyện. Chúng ta sẽ bước đến cái phần đó sớm để chúng ta nói về cái tầm quan trọng của cầu nguyện, là thứ chúng ta cần giữ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng nói đến quản lý thời gian, có lẽ trong cuộc sống hàng ngày, quý ông bà và anh chị em, người ta luôn nài vào những thứ bận rộn. Chồng thì có công việc của chồng, vợ thì có công việc của vợ, ba mẹ có công việc của ba mẹ, con cái có công việc của con cái. Thế nhưng có một điều mà ngày hôm nay trong xã hội chúng ta đang sống đây là có cái thiếu, đó là thiếu dành thời gian cho nhau. Biết bao nhiêu gia đình con được chứng kiến, được nói chuyện hay được nghe đến, sở dĩ con cái không nghe lời cha mẹ, hoặc ngược lại, cha mẹ nói con cái nó không nghe lời, nó cãi lời, vì họ có quá ít thời gian với nhau. Giả dụ như thế này, có người tới than phiền đôi vợ chồng này cũng trẻ thôi, chưa phải là lớn, thì nói rằng: thưa cha, con của con nói nó
mà nó xem nó phớt lờ đi, nó chẳng coi lời của con ra gì cả. Thì con mới cười, mới nói với đôi vợ chồng trẻ này rằng, thế thì hồi nhỏ đó, lúc mà nó chạy tới, nó nói này, ba ơi, mẹ ơi, giúp con cái này, hay chơi với con cái đồ chơi này, có chơi với nó không, hay giục cho nó cái máy iPad, giục cho nó cái iPhone, thôi đi đi cho đỡ phiền ba mẹ, đây cái máy đây, bật lên nó muốn coi cái gì bật cho nó coi. Đây cuối cùng nó một thế giới của nó với một cái máy, và nó không còn biết ai ngoài nữa, thậm chí ba mẹ sống cạnh nó nữa nó cũng không có biết, nó cứ chấm đầu vào cái máy. Và nó đã xảy ra rất nhiều, nó đang xảy ra, và nó càng ngày nó càng get worse, có nghĩa là càng ngày ba mẹ càng muốn giựt cái máy cho con của mình, cho nó rảnh tay rảnh chân, chứ không muốn có thời gian với nó. Có không? Hãy nghiệm xét lại trong chính gia đình của mình, để xem cái điều con vừa chia sẻ đó, nó có đúng không? Vào nhiều gia đình chúng ta sẽ thấy, con cái thậm chí cha mẹ, lên ngồi bàn ăn rồi mỗi người một cái máy, không ai nói chuyện với ai cả, nói chuyện với cái máy. Thậm chí không nói, không rằng gì hết, ngồi nghe thôi, nghe cái máy nó nói. Mỗi người mang một cái headset, ăn xong cơm xong giục vô cái sinh, vậy thôi, cũng xem là bữa cơm gia đình sao. Chẳng lạ gì nếu như chúng ta từ nhỏ con cái nó chạy lon ton tới, nó muốn chơi với chúng ta, không dành thời gian cho nó, đưa cái máy cho nó yên, không cần phải tốn giờ với nó. Hay thậm chí những gia đình giàu có mướn luôn người ăn kẻ ở để mà lo cho con của mình, thì việc làm sao nó thân được với mình. Ba mẹ có sinh ra nó thì nó cũng có chút mau mục liên lạc đấy, nhưng không sống với nó, không ở với nó, không có thời gian dành cho nó, thì làm sao gầy dựng được cái tình yêu, cái mối quan hệ mật thiết giữa cha mẹ với con cái được. Cũng thế trong đời sống tâm linh của chúng ta, nếu như chúng ta không dành thời gian cho Thiên Chúa, mỗi ngày không năng gặp Ngài, cũng chẳng thưa với Ngài câu chuyện gì cả, sáng ra bét mắt, mở mắt ra là cái phone nó mở theo, không nhớ gì hết, mắt vừa mở ra là chụp ngay cái phone liền, check xem ngày hôm nay stock nó lên hay xuống, có bao nhiêu cái email, bao nhiêu cái cuộc hẹn ngày hôm nay, quên mất một lời tạ ơn Chúa cho con được mở mắt ra một ngày mới. Xin Chúa gìn giữ chúc lành cho một ngày mới của con. Nếu như chúng ta nhớ đến Chúa từng giây phút như vậy, nó gần gũi lắm. Người cha, người mẹ nào mà không muốn con cái ở gần mình, cho dẫu dù gần mình nhiều lúc nó ngộ nghịch, nhiều lúc nó không có vâng lời, cha mẹ cũng cảm thấy khó chịu đấy. Nhưng rồi vắng nó thử xem, tự nhiên ba mẹ sẽ nhớ nó, sẽ nhớ nó. Thiên Chúa cũng vậy, không năng nói chuyện với Ngài, thì dù Ngài có đứng bên cạnh đi nữa, những biến cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, dễ gì nhận ra được Ngài. Hằng ngày đâu có tiếp xúc đâu, Ngài có đứng bên, Ngài có la, la đi bao nữa nó cũng không nghe. Tại vì nó đâu quen nghe tiếng của Ngài đâu, đâu quen nghe tiếng của Chúa nói đâu, chỉ nghe những tiếng xung quanh, những ồn ào, những lời xung quanh mà thôi. Thế nên việc và chúng ta dành thời gian, gìn giữ quản lý thời gian theo thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta là rất quan trọng. Thời gian đó có thể là thời gian giúp ta mua được những thứ mình cần mang theo cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Đừng để nó trôi qua một cách vô ích. Thiên Chúa ban cho chúng ta thời gian để chúng ta chu toàn thánh ý của Ngài trong cuộc sống hiện tại. Chúa không mời chúng ta sống một cách ủ dột, không mời chúng ta sống một cách thụ động, ngồi đấy mặt mày cứ phừa ra, không ai thấy được niềm vui quả. Cứ nói là tin mừng Chúa Giêsu Kitô mà họ nhìn chúng ta không mừng chút nào cả. Họ nhìn chúng ta thấy cả một mùa chay, thấy cả một cái gì đó nó buồn, thì chúng ta loan báo tin mừng làm sao được. Chính chúng ta không vui thì làm sao người khác nhìn chúng ta mà vui cho được. Có đúng không? Thời gian chúng ta đang có nó rất quý, và hãy trân quý những giây phút chúng ta đang có ở đời này
bằng cách mỗi ngày nhớ đến Chúa. Hãy tập xem. Sáng thức dậy dành với Chúa, thôi bây giờ tập nhá. Cứ mỗi ngày dành với Chúa 1 phút buổi sáng, 1 phút buổi trưa và 1 phút buổi tối trước khi ngủ. Hoàn toàn tĩnh lặng, nghĩ tới Chúa thôi. Đừng có nghĩ là 3 phút một ngày là dễ nhá. Có ai nghĩ là dễ không? Giỏi, dễ là giỏi. Làm một ngày giỏi, làm 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng. Đừng bỏ ngày nào cả. Một ngày có 3 phút thôi. Sáng 1 phút, trưa 1 phút, tối 1 phút, nghỉ đến Chúa. Muốn đọc kinh thì cứ đọc kinh. Có một lần con đố những người nghe giảng đó là mỗi ngày quý ông bà và anh chị em trước khi ngủ có thể dành 3 phút thinh lặng. Thinh lặng hoàn toàn, không nghĩ gì ngoài Chúa. 3 phút thôi, nhắm mắt lại, thinh lặng, nghĩ không nghĩ gì ngoài Chúa. Nếu như sống được 3 phút thinh lặng đó trong mỗi ngày, chúng ta sẽ dễ dàng nên thánh. Nhưng không dễ người làm được. Bây giờ giả thử như tự nhiên con nói là mọi người nhắm mắt lại, nghĩ về Chúa, đừng nghĩ gì khác, thử được bao lâu? Thì con nói gì hết, mọi người nhắm mắt lại. Thấy 1 phút bắt đầu có người nhúc nhích. Mới 1 phút thôi, chưa được 1 phút là nhúc nhích rồi. Rồi 2 phút, 3 phút có người cố nhắm mắt. Rồi sao con kêu mở mắt ra. Bây giờ ở đây có ai đang nhắm mắt mà nói rằng ủa ông cha Đức này ông có đếm lộn không, nãy giờ tôi ngồi cũng 5 phút rồi mà sao mà chưa thấy gọi dậy. Có ai nghĩ như vậy trong đầu chưa? Một số giơ tay. Honest giơ tay, có. Nghĩ rằng ông này đếm lộn sao, tôi ngồi lâu quá mà sao chưa được 3 phút. Cái đó chia trí chưa? Nói là nghĩ tới Chúa mà sao tự nhiên nghĩ giờ gần hết giờ rồi mà chưa có gọi dậy. Đó là thế hết. Một số khá khá là bắt đầu chia trí rồi đó nhá. Mới có 3 phút thôi mà ngồi trong nhà nguyện đó. Phương chi là ngồi trong nhà, lúc đó cái phone thì nằm kế bên, lúc đó cái phone nó chưa tắt. Có nhiều người ngủ mà phải check lại xem thì hôm nay lúc giờ này sao chưa có ai gọi gì để mình có cớ mình nói chuyện nhỉ. Yên lặng với Chúa được 3 phút thôi, hoàn toàn thuộc về Chúa. Hãy tập đi mỗi ngày, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khỏe cũng như lúc mệt mỏi. Mỗi ngày 3 phút thinh lặng, hoàn toàn thinh lặng, nghỉ tới Chúa thôi, không cần đọc kinh. Tập đi, nếu chúng ta giữ được 3 phút, hãy giữ được 3 phút mỗi ngày thì khi đó mới upgrade lên 5 phút, 10 phút, 15 phút. Chứ đừng có mơ mộng rằng thôi tôi làm luôn 15 phút, làm có một ngày nghỉ một tháng. Có ai ăn cơm một ngày thật là no để bù lại 3 ngày sau không ăn không? Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Cái điều quan trọng là chúng ta giữ được cái sự kiên trì của mình. Nó điều độ, nó kiên trì. Thì giống như việc chúng ta ăn uống điều độ vậy, nó sẽ giữ cho sức khỏe chúng ta tốt. Thì đời sống tâm linh cũng vậy, đừng có ham ôn đồ một lúc nhiều. Có những người ngày đó sốt sáng lần tới 3 chuỗi, rồi 3 tháng sau mới lần lại được 10 kg. Như vậy nó không có tốt lắm. Như vậy nó không có tốt lắm. Đọc kinh thì tốt, nhưng mà giữ được mỗi ngày thì nó tốt hơn. Thời gian chúng ta dành cho Chúa phải là thời gian, không phải là thời gian thừa thải. Cái này nhiều lúc chúng ta để ý xem, khi nào rảnh thì tôi mới làm. Chúng ta thường hay có cái đó lắm. Chứ không phải chúng ta xét một cái thời gian ưu tiên trong ngày của tôi cho cầu nguyện. Thường chúng ta nói là tôi thừa cái thời gian đó thì tôi mới cho Chúa. Chúa mà đi ăn đồ thừa của chúng ta, Chúa tội nghiệp vậy như sao? Chúa là đấng ban cho chúng ta thời gian, ban chúng ta sự sống, ban cho chúng ta niềm tin, mà toàn lãnh đồ thừa của chúng ta thôi. Tôi dư thời gian tôi mới cầu nguyện, không đủ thời gian khỏi cầu nguyện, miễn chơi. Chúng ta là như thế. Rất dễ. Bởi vì chúng ta không biết đâu là đấng làm chủ thời gian, làm chủ cuộc đời của chúng ta. Nên nhiều lúc chúng ta không giữ cái thời gian cho đúng theo thánh ý Chúa. Nếu chúng ta giữ được thời gian theo thánh ý Chúa thì chúng ta sẽ được rất nhiều.
Cái dự thứ hai cần thiết để chúng ta được trong cuộc đời của chúng ta, đó là giữ vững đức tin của mình. Có một anh chàng thanh niên đạo đức giống như các anh ở trong giáo xứ này. Anh ta đạo đức lắm. Anh ta chẳng những đi lễ ngày Chủ nhật, đi lễ ngày thường, rồi làm nhiều công việc thiện nguyện trong giáo xứ, rồi giúp những việc bác ái khi có cơ hội. Quá tốt, ai làm được như vậy? Anh ta một ngày kia đi dạo, nghêu ngao hát những bản tình ca rất là vui. Ở trên rừng anh ta đi dạo, anh ta nghĩ về Chúa, anh ta nghêu ngao, anh ta hát những bản thánh ca rất ư là, khi đó không có ai nghe, không sao, cứ hát dở cũng được. Nhưng mà Chúa nghe, anh ta hát hay. Anh ta mê hát quá, anh ta trượt chân, anh ta té. Vì trên đường té từ trên vực cao xuống như vậy, anh ta với được một cái cành cây chơi vơi ngay giữa vực vậy. Nhìn lên thì cũng mấy ngàn feet, nhìn xuống thì không dám nhảy xuống vì nó cũng sâu thăm thẳm ở dưới đó. Anh ta treo chơi vơi ở giữa cái vực như vậy, kiểu cách vách đá như vậy, cái cây nó lòi ra, anh ta chụp ngay được cái cây đu như vậy. Vậy thế anh ta đu được bao lâu? Mấy cái cây như vậy ai trong này giỏi lắm đu nửa tiếng hả? Anh ta đu được khoảng chừng đâu đó nửa tiếng, anh ta không đã đoán được thời gian. Thì lúc đó anh ta mới bừng nghĩ lại, à, tôi là người Công giáo, tôi là người tin Chúa, tôi là người đến với Chúa thường xuyên, tại sao lúc này tôi không cầu nguyện? Niềm tin bảo rằng cứ xin thì sẽ được. Có không? Cái này không phải lời của cha Đức Bỉa đâu, mà lời Chúa Giêsu nói, hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Và anh ta cứ lời như thế, và anh ta dùng sức, anh ta nói, lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa thương con, xin Chúa cứu con đi, con sắp rớt xuống vực rồi. Thế thì chuyện gì xảy ra? Im lặng. Một khoảng im lặng, chỉ nghe được thỉnh thoảng tiếng chim hót, thậm chí những con muỗi bay nó còn nghe, nó lặng đến như vậy, không có một lời nào cả. Anh ta đu thêm chừng được 5 phút nữa, anh ta mới rống lên lại lần thứ hai, lạy Chúa, nếu mà Chúa cứu con sẽ sống tốt lành hơn, con sẽ làm nhiều việc bác ái hơn, con sẽ giúp nhà thờ nhiều hơn, con sẽ đi lễ mỗi ngày, Chúa muốn con làm gì thì con làm cái đó. Thì sao? Im lặng, cũng vẫn chỉ nghe tiếng chim hót đâu đó, tiếng những con muỗi bay vo ve xung quanh mà thôi, không có gì cả. Anh ta vẫn đu thế thêm được chừng 5 phút nữa, thấy không xong rồi, thì anh ta mới nói lại lần thứ ba. Anh ta dùng hết sức của mình, lạy Chúa, đây là lần cuối cùng con cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cứu con, Chúa muốn con làm gì thì con sẽ làm theo cái đó. Thế thì sao? Cộng đoàn nghĩ sao? Anh ta nghe được tiếng Chúa. Chúa Giêsu nói, ta là Giêsu đây. Anh ta mới nói rằng, lạy Chúa Giêsu cứu con sắp rớt rồi. Chúa muốn con làm gì con cũng sẽ làm cả. Chúa Giêsu nói, buông tay ra. Rồi sao? Ở đây ai nói anh ta buông, giơ tay. Không ai dám nói anh ta có đu đó không? Anh ta còn đu không? Ai nói anh ta còn đu, giơ tay xem. Còn số còn lại không đu cũng không thả, vậy anh ta ở đâu? Vậy anh ta ở đâu? Im lặng, không nghe một tiếng gì nữa. Chúa Giêsu cũng không nói, mà anh ta cũng không xin. Một lát sau, anh ta dùng hết sức còn lại, nói, ở trên vực đó có ai không cứu tôi với? Thì khi đó anh ta đã buông rồi, anh ta đã buông Chúa rớt xuống vực rồi. Và anh ta giữ lại thế gian, giữ lại cái mạng sống hiện tại của mình với cái cây đó. Anh ta đã thả Chúa xuống vực, anh ta buông mà buông Chúa xuống dưới vực.
Anh đã bỏ đi cái niềm tin của mình rồi. Đúng không? Người ta đâu có nắm không khí. Cái mà người ta muốn nắm là cái gì người ta sợ được. Người ta nắm được bằng thể lý, người ta thấy được, sợ được. Chứ người ta không nắm không khí. Có lẽ Chúa không thử thách niềm tin của chúng ta lớn như chàng thanh niên này. Chúa không có thể để cho chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo như chàng thanh niên này để thử thách niềm tin của chúng ta. Có biết bao nhiêu thánh tử đạo cũng đã đẩy đến cái sự thử thách cùng cực như vậy và các ngài đã chiến thắng vẻ vang như các thánh tử đạo Việt Nam cha ông chúng ta vậy. Đối diện giữa cái chết và cái sống, Chúa nói các con hãy buông bỏ đi, các ngài sẵn sàng buông bỏ chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Và ngày hôm nay các ngài được hưởng phúc vinh quang. Chúng ta thấy dễ quá mà, đưa đầu vô cho nó chém một cái thành tứ đạo rồi, sướng quá hả? Có dễ không? Anh ta suốt đời sống tốt lành, cùng đi lễ, nhưng mà khi thử thách như vậy thì anh ta đã bỏ Chúa để nắm lấy cái cày. Không biết anh ta nắm được bao nhiêu, nhưng anh ta thật sự dưới con mắt của người đời, anh ta khôn ngoan. Bởi vì thả tay ra 10 phần gần như chết cả 10, không thể nào sống được. Đu là cái cây sống thêm được mấy phút trên trần gian cũng gọi là khôn. Anh ta đu cái cây đó, anh ta sẵn sàng bỏ Chúa chứ nhất định không bỏ cái cây. Vì cái cây là cái cứu cánh duy nhất mà lúc đó anh ta có thể nghĩ tới và anh ta bám lấy. Đứng theo khía cạnh của một người có niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin có đáng để chúng ta giữ hay không, để chúng ta được sự sống đời đời, hay niềm tin là một thứ gì đó mà khi phải chọn lựa giữa thế gian và sự sống mai sau, giữa cái hiện tại chúng ta thấy và cái vô hình chúng ta chưa thấy, thì chúng ta chọn cái thấy trước mắt mà bỏ đi cái vĩnh cửu, cái vô hình ở trên thiên đàng. Nói đến việc giữ vững niềm tin, quý ông bà và anh chị em nghĩ cái thử thách nào của niềm tin là nó lớn nhất trong cuộc đời của mình? Có phải là cái chết không? Chúng ta dễ dàng giữ niềm tin cho đến khi nó đồng chạm đến cái chết, đồng chạm đến chính cái mà mình yêu thích nhất là đã được sống. Người ta nói là con kiến mà nó không còn muốn sống mà, huống chi là con người. Nhưng cái đó là cửa ngõ cuối cùng, thử thách cuối cùng để chúng ta được bước vào đời sống mai sau. Khi đối diện với cái chết thì con mới nhớ đến các cụ ông, cụ bà ở trong nursing home. Lúc mà con mới chịu chức về ở Long Beach thì ở cái nursing home ở dưới Garden Grove, là đó là trước thời Covid, thì mỗi tuần thứ năm là có các cha tới, con thường xuống 2-3 tuần trong vòng 1 tháng để mà giúp cho các cụ ông cụ bà và có sức giàu. Cứ lễ nào các đấng cùng thiên xin sức giàu cả, mà không biết sức làm sao, 2 năm họ đi hết một nửa. Lúc mà thời sau Covid con xuống lại thấy vắng tanh, nursing home còn khoảng chừng 1/3 so với trước. Có một lúc đó chứng kiến một người bác sĩ da trắng, là một người bác sĩ rất là không đến nỗi lớn tuổi, hình như là mới ngoài 70 thôi, nhưng mà ông chết cô đơn ở trong nursing home. Khi ông không biết là sao là đưa ông một vào nursing home mà 95% là người Việt Nam. Trong cái nursing home đó thì lại lọt vào một bác sĩ Mỹ. Thì có lần con được mời đến để sức dầu cho ông. Khi sức dầu thì nói ông chỉ nghe được một chút thôi, ông không có respond well. Sức dầu chừng đâu vài tháng sau thì nghe là ông mất. Nhưng mà cũng không có hỏi han được gì ông nhiều. Nhưng các cụ ông, cụ bà trong đó
tất cả những người mà con đến sức giàu là một số thì cảm thấy bình an, một số thì cảm thấy mất bình an vì nghĩ rằng sức giàu là Chúa sẽ gọi mình đi. Còn có cụ ông, cụ bà phải chọn cha sức giàu nữa cơ. Cha nào mà mang tiếng mà sức giàu mà đi tiền á, nhất định là không có mời con, không được mời cha đó. Cái đó có chứ không phải là bịa đâu nhá. Nhà dòng có những cha sức giàu rất là mát tay. Sức là đi, sức là đi. Cái đó không phải quyền năng gì của các cha cả, nhưng mà Chúa ban cho cái ơn lạ lắm, cứ sức là đi. Người khỏe sức cái thần không khỏe, không khỏe sức là đi luôn. Cho nên rằng một lần kia thì có một người nhà của một bác gọi tới, thì hỏi một cha trong nhà có cha nào available để sức giàu hay không. Thì nhà dòng nói hiện tại có cha đó. Nó còn cha nào nữa không? Thì ủa, có cha đó sức giàu được, tại sao phải chọn cha khác? Nhưng mà mẹ con không dám gọi cha đó. Còn tỉnh là còn muốn biết, không gọi cha đó, nhất định không gọi cha đó. Đặc biệt mấy ông cha trẻ sức mặt tay lắm, đừng có gọi mấy ông đó. Tại sao như vậy? Tại vì căn bản con người không muốn chết. Dẫu biết rằng chết là một cánh cửa mà con người phải bước qua, nhưng nói đối diện với cái chết, ai cũng xao xuyến cả, ai cũng sợ hãi cả. Cho nên việc nói tôi dễ dàng đến với cái chết là một người, thứ nhất, có thể là người đó thánh, rất thánh. Như Phao-lô nói rằng tôi ước ao chết để được ở với Đức Kitô. Vì bao lâu tôi còn ở trong thân xác này, thì bấy lâu tôi còn lưu lạc ở trần gian khổ lụy này. Phao-lô ước ao được chết để trở về với Đức Kitô. Các vị thánh cũng muốn được trở về với Chúa qua cái chết. Các đấng đã hoàn toàn không sợ chết mà yêu thích cái chết nữa. Có một vị thánh nói rằng, ôi cái chết sao ngươi tuyệt vời đến như vậy, vì nhờ ngươi mà ta sẽ gặp được đấng mà ta tôn thờ, đấng mà ta yêu mến. Đó là vị thánh. Cái số người thứ hai mà không sợ chết là người không bình thường. Cái bình thường là không có sợ chết. Cái này mất bình thường. Mất bình thường thì mới không sợ chết. Gọi là điếc không sợ súng. Không biết gì cả. Chết cũng được mà sống cũng được. Những người bất cần đời, những người mất trí chẳng hạn. Còn những người bình thường, nghe nói chết thì phải suy nghĩ lại. Bởi vì như thế này, có ai dám chắc rằng khi mình chết mình lên thiên đàng không? Mình không nghĩ là mình xuống hoa ngục, nhưng cũng không dám chắc là mình lên thiên đàng. Đâu ai dám chắc mình lên thiên đàng. Ngay cả các thánh cũng không dám nói mình lên thiên đàng. Bởi vì các ngài nói ngay cả các thiên thần ở trên trời, dù không có tội các ngài được chiêm ngưỡng nhan Chúa, nhưng các ngài vẫn cảm thấy không dám đối diện với Thiên Chúa vì sự nhơ bẩn của các ngài. Phương chi là chúng ta. Nhưng khi suy niệm về tại sao Thiên Chúa yêu thương con người, chúng ta suy niệm một cách nó đơn giản một chút nhé. Thiên thần cũng là một loài thụ tạo vô hình, thụ tạo thần thiêng. Các ngài có quyền năng hơn chúng ta. Các ngài là đấng vô hình, được đối diện với Thiên Chúa và là một đấng, những đấng có quyền năng, kể cả những fallen angel, những thiên thần sa ngã mà chúng ta gọi là Satan đấy, nó cũng có quyền năng hơn chúng ta. Thế nhưng mà soi đi soi lại, có những cái tư tưởng ngộ ngộ để chúng ta cùng hình dung. Tại sao khi thiên thần sa ngã thì con Thiên Chúa lại không sinh ra là một thiên thần để cứu các thiên thần sa ngã, mà lại sinh ra làm con người khi con người sa ngã để cứu con người, đúng không? Thiên thần được tạo dựng ra để thờ phượng, để chúc tụng, để phục vụ Thiên Chúa. Và chúng ta là những người con cái Thiên Chúa, là những hoàng tử, là những công chúa của vương quốc trên trời. Chúng ta cũng được các thiên thần phục vụ. Tự nhiên tôi sinh ra trước, tôi có quyền năng hơn, bây giờ là trở nên phục vụ cho con người thấp kém như vậy.
Nếu như các đấng ở trên thiên đàng thì chắc không ganh tị, nhưng các đấng mà ở dưới đấy, fallen angel đó, nó ganh tị chúng ta là chuyện bình thường. Và ganh tị thì nó sẽ tìm cách nó hại chúng ta, nó tìm cách nó lôi chúng ta về phía nó, nó tìm cách lôi chúng ta, nó chia rẽ tình cảm cha con giữa chúng ta và Thiên Chúa. Nó đâu có để yên. Tại sao Thiên Chúa không tạo nên thiên thần giống hình ảnh Ngài mà tạo nên con người giống hình ảnh Ngài? Chúng ta thấy chúng ta diễm phúc không? Ngài không là tạo nên giống thiên thần là giống hình ảnh Ngài, nhưng mà tạo nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài xem chúng ta là con, hơn nữa là giống hình ảnh của Ngài nữa. Thì với bấy nhiêu lý do thôi, quỷ nó ghét chúng ta không có gì là lạ cả. Không có gì là lạ cả. Tại sao tôi cũng sa ngã mà Chúa không có cứu tôi? Tại sao tôi là người có quyền năng hơn, tôi lại làm nô lệ, tay sai để Chúa sai? Tại sao mỗi người là có thiên thần bán mình để làm chi vậy? Để gìn giữ chúng ta. Chúa sai mỗi người có một thiên thần bán mình để gìn giữ những công chúa, những hoàng tử của thiên đàng. Chúng ta không thấy, chúng ta không thấy được cái diễm phúc được làm con cái Thiên Chúa. Và chúng ta cũng vô tình xem nhẹ việc trận chiến giữa chúng ta và ma quỷ. Nó ghê gớm lắm. Hành trình dương thế của chúng ta phải là hành trình xách vali đi du lịch ở đất thánh, hay đi du lịch ở châu Âu, hay đi du lịch ở Việt Nam, đâu đó. Hành trình của chúng ta, hành trình cầm lấy khí giới niềm tin, cầm lấy sức mạnh của cầu nguyện để mà chiến đấu. Chiến đấu để đi đúng con đường, để về thiên quốc nơi cha chúng ta đang chờ, chứ không phải là một hành trình du lịch cứ tần tần là được vào nước trời, không cần phải chiến đấu gì cả. Đừng có bị ma quỷ nó lừa như vậy. Ngày hôm nay chúng ta nhiều lúc không ý thức rằng chúng ta đang lâm vào một cuộc chiến ác liệt giữa thần dữ và con cái sự sáng, con cái của Thiên Chúa. Nó ác liệt hơn cuộc chiến ở Ukraine và Nga. Nó ác liệt vì cuộc chiến ở Ukraine và Nga, cho dù các nạn nhân có chết đi nữa, cũng chỉ là chết về phần xác. Còn cái cuộc chiến này, chúng ta mà thua, chúng ta thua luôn sự sống đời đời, mất luôn phần rỗi đời đời. Cái đó nó trọng hơn nhiều, nó quan trọng hơn nhiều. Nhưng nhiều lúc chúng ta không để ý hoặc xem nhẹ nó. Cái đó rất nguy hại. Và giữ vững đức tin, chúng ta sẽ giữ được cho mình sự sống đời đời. Nếu chúng ta sao lãng, không cầm lấy khí giới của đức tin, thì chúng ta sẽ mất rất nhiều. Trên một chuyến xe lửa xuyên châu Âu, thì ngồi trên một toa xe lửa có một vị giám mục già đã về hưu rồi, và bên cạnh ngài là một linh mục trẻ mới chịu chức. Thì vị linh mục già, vị giám mục già mới kể lại hành trình cuộc đời của ngài, từ ơn gọi chúng sinh đến phó tế đến linh mục rồi làm giám mục, rồi hành trình làm giám mục bao nhiêu năm của ngài cho tới giai đoạn về hưu như thế này. Rồi ngài mới vui vẻ nhìn qua vị linh mục trẻ kia và nói: vậy xin cha cho biết cái ơn gọi của cha để làm linh mục là như thế nào? Thì vị linh mục mới nhìn vị giám mục khả kính này, cũng cười vui vẻ và có vẻ hơi trịnh trọng một chút: thưa đức cha, nói một cách đơn giản, đó là tại vì Chúa cần con. Thì vị giám mục già mới nhìn vị linh mục trẻ này mới nói rằng: à, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì có một lần Chúa nói Chúa cần cái gì đó ở trong Tin Mừng Luca, lúc mà Chúa chuẩn bị lên Jerusalem, Chúa nói thầy cần một con lừa. Chúa không nói Chúa cần gì cả, đúng không? Chúng ta nghe trong Tin Mừng có một lần Chúa nói thầy cần các con này mang về cho thầy một con lừa. Lúc mà ngày lễ lá đó, chúng ta sẽ nghe bài Tin Mừng đó: Chúa chỉ cần một con lừa. Cái hình ảnh con lừa nói với chúng ta điều gì? Nó hiền à? Nếu không muốn nói là nó cũng khờ khờ nữa.
nhìn nó không có lanh lẹ như con ngựa. Con lừa nó kêu người ta nói là ngu như lừa, chứ ai nói ngu như ngựa đâu, đúng không? Khờ như lừa. Nhưng Chúa cần một con lừa, Chúa cần một con lừa. Và khi sống trong đời sống niềm tin, nhiều lúc chúng ta cũng trở nên một con lừa như vậy. Nó khờ khờ, thế gian nó nhìn ta nó lạ lắm. Nó nói người Công giáo sống mà sao nó không có thuộc về thế gian, dở dở ương ương, hay là người hay chống lại những điều mà thế gian yêu thích. Ôi những người này nó lạ lắm. Còn khi nó nhìn chúng ta, nó nói ê đây thuộc về chúng tôi rồi, thì chúng ta amen. Chúng ta thấy tại tiểu bang California, không biết ở đây thì như thế nào, nhưng mà ngày nay có nhiều phụ huynh phản ánh lại khi dịp nói chuyện với các cha, nói rằng thưa cha, đây là một câu chuyện có thật. Một người phụ nữ nói như thế này: thưa cha, chồng con lúc mà đứa con gái của con mới 8 tuổi, nó vào trong trường thì cô giáo mới nói về vấn đề phá thai. Thì cô giáo mới nói là phá thai là một cái quyền của người phụ nữ, vì cái thai đó không phải, chưa sinh ra chưa phải là con người. Nó giống như một bộ phận trên cơ thể, người ta muốn cắt thì tùy ý người ta thôi. Giống như con muốn đâm lỗ tai, đâm lỗ mũi, sâu cái này sâu cái kia, hoặc thậm chí cắt cái này cắt cái kia, một bộ phận nào trên con người của con, đó là quyền của con. Thì khi nó về nó nói lại với chồng của con, thì chồng của con tức tối, chồng của con la nó là người Công giáo, con không được làm, không được theo cái đó, phá thai là giết người, không được làm như vậy. Thì đứa con của con nó im thôi, nó nói cô dạy như thế, thì nó về nó nói lại như vậy. Rồi nó cứ tiếp tục như vậy. Rồi nó về nó nói là phá thai, nào là hôn nhân đồng tính, nào là những chuyện vô luân khác mà luật pháp Cali đang khuyên khích. Nỗi cộm nhất vẫn là phá thai. Thì nó nói bẵng một hồi thì con để ý không thấy chồng con lớn tiếng nữa, thưa cha. Lúc đầu thì chồng con găng lại, có vẻ bất bình và nói với con của con là không được. Nhưng từ từ không thấy chồng của con nói gì nữa cả. Không biết rằng chồng con có bị thuyết phục bởi những lời đó hay không, hay là chồng con cảm thấy mệt mỏi, không muốn chống lại đứa con gái của mình nữa. Cả hai đều không tốt, nhưng nó xảy ra. Nếu như nói rằng tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn vì đó mà trở nên sự bất hòa trong gia đình, tôi lặng thinh và để cho con cái của mình nó hiểu theo cái ý đó. Và vì chúng ta không nói gì cả, con cái nó nghĩ rằng chúng ta đồng tình với cái điều đó. Chết, chúng ta đang giết linh hồn của con mình, ông nào không hay. Còn mà chúng ta còn tệ hơn nữa, chúng ta đồng tình, chúng ta thấy nó nói một hồi, chúng ta thấy cũng có lý. Chuyện mà người ta bỏ đi cái thai chưa sinh ra đó là chuyện quyền của người phụ nữ, thì cái đó còn chết nữa. Mình đã chết rồi, lôi theo con cái của mình chết theo. Con cái của mình chết theo. Người ta nói là mưa dầm thấm lâu. Những cái điều tốt nó cũng phải từ từ nó vào trong cuộc đời của chúng ta. Và cũng như thế những điều xấu nó cũng từ từ như thế nó vào một cách êm ái. Và nếu như chúng ta không dùng đôi mắt niềm tin của mình để nhận ra cái sự xấu đó nó đang ảnh hưởng lên cuộc đời của mình, lên con cái của mình, lên gia đình của mình, thì thật là nguy hại trong cuộc đời của chúng ta. Và nói đến cầu nguyện thì có một yếu tố rất quan trọng con đã nhắc đến lúc mới đầu chúng ta nói, đó là một yếu tố thinh lặng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó rất quan trọng. Có một vị chúng sinh hỏi cha linh hướng của mình: thưa cha, lúc cầu nguyện con có được hút thuốc không? Con có nên hút thuốc không? Thì cha linh hướng nói không, con không được làm điều đó. Thế thì thầy mới hỏi lại: thế thì lúc hút thuốc con có nên cầu nguyện không?
Thì cha lên hướng nói được, cái đó nên làm. Không sao ai đồng ý cười. Có gì khác biệt không? Cầu nguyện thì không được hút thuốc, mà hút thuốc thì được cầu nguyện. Cầu nguyện thì không được lái xe, mà lái xe thì được cầu nguyện. Nghe nó chọi tai không? Khi mình nói cầu nguyện, tất nhiên đó là cái việc chính mình đang làm. Tôi vào nhà nguyện, tôi có được check phone không? Không nên, không được. Nhưng khi tôi check phone đó, tôi có cầu nguyện được không? Được. Nhưng ở ngoài nhà thờ, lúc tôi không cầu nguyện, lúc không đặt cái cầu nguyện làm trước. Hiểu không? Dễ mà, phải không? Lúc chúng ta đang làm việc gì, chúng ta có thể dâng cái việc đó lên, hợp với cái công việc chúng ta đang làm, để cầu nguyện thì nó tốt. Nhưng chúng ta cầu nguyện thì đó là việc chính của chúng ta, và đừng để những việc khác xen vào. Nhưng cầu nguyện cần thinh lặng nội tâm. Có một ông lão kia, một ngày kia ông ra cái kho thóc, ông làm việc sao ông mất cái đồng hồ. Cái đồng hồ này nó không phải là quá giá trị, nhưng việc cái đồng hồ này là món quà 40 năm rồi người vợ quá cố của ông đã tặng ông, cho nên nó có cái giá trị tinh thần mà ông không dùng tiền ông mua được. Cho nên ông rất là buồn, mà không biết cách nào để tìm cho được cái đồng hồ. Ông biết chắc rằng nó ở đâu đó trong cái kho rơm của ông thôi. Ông đuổi thủi ông đi ra thì gặp một đám trẻ chừng 10 đứa nó đang chơi ở ngoài đó. Thì ông mới nói rằng, này các con, đứa nào tìm được cái đồng hồ cho ông thì ông sẽ thưởng cho nó tiền. Ui giời, nghe thưởng thì đứa nào cũng nhao nhao đi kiếm. 10 đứa nó ào vào, nó đi kiếm ở trong cái kho thóc. Nó kiếm lùng sục cả kho thóc lên. Nửa tiếng sau, một đứa đi ra. Thôi ông ơi, cứ giữ quà của ông đi, con kiếm không ra. Đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, một tiếng sau nó ra hết. Còn đứa cuối cùng cũng lủi thủi đi ra, mặt mày không đến nỗi buồn, nhưng nói rằng, ông ơi, cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ tìm chiếc đồng hồ cho ông. Những đứa kia nó bỏ hết rồi, còn có một cậu bé này thôi. Thì ông nói, được rồi, con cứ vào kiếm đi. Nó vào đúng 15 phút sau, nó cầm chiếc đồng hồ ra. Trước sự ngạc nhiên, ông mới hỏi rằng, à, tại sao những đứa kia 10 đứa nó kiếm không ra? Nãy giờ nó lùng sục lâu như vậy, mà con chỉ cần 15 phút, con kiếm ra. Nó nói rằng, thưa ông, 10 đứa vào ồn quá kiếm không ra. Con chỉ cần vào đó ngồi im lặng để lắng nghe tiếng kim đồng hồ, nó tích tắc ở đâu thì con sẽ kiếm ra. Có vẻ nghe nó hơi lý thuyết ha, nhưng mà sự thật, sự thinh lặng rất cần thiết trong đời sống của chính chúng ta nữa. Nhiều lúc chúng ta làm mà chúng ta quên ngưng lại. Những cái khoảng ngừng, khoảng lặng trong cuộc đời của chúng ta, nó không chỉ về nghĩ, về thể lý, nhưng cả trong tâm linh nữa. Chỉ khi nào chúng ta dừng lại, thực sự tĩnh lặng, thì Chúa nói chúng ta mới nghe được. Lời Chúa trong sách tiên tri Hô-sê nói gì? Ta dẫn ngươi vào sa mạc, và ở trong sa mạc đó ta thủ thị với ngươi. Chúa không nói ta dẫn ngươi vào thành phố, vào downtown Portland, ở đó ta sẽ nói với ngươi. Không, Chúa nói ta dẫn ngươi vào sa mạc, và ở đó ta thủ thị với ngươi. Và chỉ trong sa mạc cõi lòng có sự tĩnh lặng, con người mới lắng nghe được tiếng Chúa. Và ngày nay người ta ít dành thời gian cho sự tĩnh lặng. Con cái bây giờ lên xe nó ngồi im tin tít, nó không nói một tiếng vì nó đã có cái máy, nó đã có cái headset rồi. Nó bịt hai lỗ tai lại và thế là nó vào cái thế giới của nó, mà không còn quan tâm tới những người ngồi trên xe. Tuy ngồi rất gần nó chẳng đá đồng gì ai cả, nó rất thinh lặng. Con cái bây giờ lên xe, ba mẹ không cần phải rống cổ lên này kia, đứa kia im để cho ba mẹ nói chuyện. Không, bây giờ nó im lắm. Nó im lắm, ba cũng nói chuyện phone, mẹ cũng nói chuyện phone, thì nó ngồi im. Có đúng không? Nó ồn ào trong thế giới của nó. Nó không tĩnh lặng. Ở ngoài xem ra nó im lặng, nhưng là xáo xáo động. Nó ồn ào trong một thế giới riêng của nó. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bị cuốn hút vào đời sống hàng ngày mà quên mất những khoảng dừng, khoảng lặng, những khoảng thật sự thinh lặng đó, thì Chúa có nói bằng trời, chúng ta không nghe được đâu. Chúng không có nghe được đâu.
Rồi cái giữ, cần giữ nữa trong cuộc đời của chúng ta là giữ gìn các nhân đức. Ở đây các nhân đức quan trọng nhất vẫn là ba nhân đức đối thần, tin cậy mến. Ba cái đó là khởi điểm, nhưng ba cái nhân đức đó được gìn giữ, được xây dựng trên nền tảng nhân đức mà chúng ta tập được ở đời sống này với ơn Thánh Chúa. Và một nhân đức quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là nhân đức khiêm nhường. Cái đó là mẹ của nhân đức, là một cái nền để cho những nhân đức khác có thể được lớn lên. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn của người đi gieo giống. Ông này ông gieo bốn mảnh đất, đúng không? Người gieo giống ở trong tên mừng gieo bốn mảnh đất. Mảnh đất thứ nhất là gì? Ông ta gieo vào đâu? Ông ta không gieo gì cả, đi vậy rớt. Một số rớt xuống bên vệ đường, chim trời đến ăn mất. Một nơi nữa ông ta gieo vào một vùng đất sỏi đá thì nó cũng mọc lên, nhưng mà vì sỏi đá nó không đâm rễ sâu được, gió tới cái nó héo mất tiêu. Cái vùng đất thứ ba là vùng đất ở trong bụi gai, nó cũng lớn lên nhưng rồi bị gai nó bóp nghẹt cho chết đi, không xin được hòa trái. Và cái vùng đất cuối cùng là đất tốt thì xin 30, xin 60 và xin 100 hạt khác. Chúng ta thấy sự quảng đại của Thiên Chúa. Ngài không lựa mảnh đất để hạt giống lời Chúa, hạt giống niềm tin, hạt giống tin mừng được gieo vào. Nếu như chọn lựa thì chắc chắn Ngài sẽ chọn lựa cái mảnh đất tốt thôi, chứ Ngài không có lãng phí những hạt giống, chứ những mảnh đất mà không xin được hòa trái. Sự quảng đại của Thiên Chúa được đáp lại như thế nào? Chỉ có 25%, tức như là 1/4 đáp lại được lời mời của đó. Và cái mảnh đất tốt đó được xây dựng trên nền tảng các nhân đức hàng ngày. Nhân đức khiêm nhường là mở lòng ra để Chúa tác động, mở lòng ra để đón nhận Thánh ý Chúa, ngay cả những lúc người thân trong gia đình hay một ai đó nói với chúng ta về Chúa, họ khuyên chúng ta điều này điều kia, chúng ta thấy hay, bổ ích cho đời sống tâm linh, hãy khiêm nhường đón nhận. Nhân đức kiên nhẫn ở trong gia đình, nhân đức tha thứ. Ngay cả một nhân đức mà ít người để ý, đó là nhân đức vui. Không phải cứ hình dung thấy một người vui vẻ thì tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy vui, cũng cảm thấy dễ gần, chứ ngày nào cũng đưa cái bản mặt ra mà người ta thấy mình là người ta muốn tránh rồi thì vui sao nổi. Có nhiều nhận được lắm, nhưng những thứ đó nó sẽ bồi đắp và làm cho hạt giống tin mừng nó triển nở trong cuộc đời của chúng ta. Gìn giữ nhân đức, chúng ta sẽ được những nhận được khác, được ơn Thánh Chúa ở trên mảnh đất tâm hồn cuộc đời của chúng ta. Nói đến những cái được đó, có lẽ chúng ta thấy điều mà căn bản mà chúng ta cần phải giữ trong cuộc sống của chúng ta, đó là giữ cái thời gian Chúa ban cho chúng ta. Thứ hai là giữ lấy cái niềm tin mà chúng ta đang có đây. Việc chúng ta ngồi đây, chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta tham dự các giờ tĩnh tâm, chúng ta đang giữ, dùng cái thời gian để giữ ơn Thánh Chúa, để bồi đắp cho đời sống niềm tin của mình. Và cái thứ ba cần giữ, đó là giữ cái nhân đức. Nhân đức nó tập được, nếu chúng ta không giữ thì nó cũng sẽ mất, chứ không phải nó có rồi nó sẽ có mãi mãi đâu. Chúng ta không cố gắng giữ thì nó sẽ mất. Và những nhân đức đó chính là những thứ tốt tươi của mảnh đất tâm hồn giúp mỗi chúng ta được lớn lên ơn Thánh Chúa. Và một người lớn lên trong ơn Thánh Chúa được tất cả, giữ được tất cả đời này và đời sau. Thế nên những cái chúng ta cần giữ, chúng ta giữ và giữ cho đúng thì chúng ta sẽ được những điều Chúa muốn